Cô gái xinh xắn, gia thế đáng gờm đăng ảnh nào cũng khiến Quang Hải thả tim. Vậy là anh chàng chạy Mercedes đã có tình mới rồi sao? Theo quan sát có thể thấy Hải Anh là một người có gu ăn mặc sành điệu, thường xuyên check in nơi sang trọng, đồng thời cô nàng cũng sở hữu một khuôn mặt khá sắc nét. Trông toát ra vẻ thông minh và nhanh nhạy, thật dễ hiểu khi cô được Quang Hải chú ý. Vừa để lại trạng thái độc thân chưa lâu, Quang Hải đã dục dịch thả tim ảnh gái sinh không trượt phát nào. Liệu đây có phải là đối tượng mới của anh chàng? Danh sách những cô gái mà Quang Hải theo dõi không phải là ngắn, thế nhưng lọt vào tầm ngắm của người hâm mộ lúc này có lẽ là một cô gái tên Hải Anh. Cô nàng sở hữu một gương mặt ưu tú và phong cách thời trang khó chê. Thông qua Instagram, dân mạng càng khẳng định hơn nữa lọt vào mắt xanh của Quang Hải bây giờ chắc chắn có Hải Anh, bằng chứng là những bức hình cô nàng đăng tải Quang Hải đều thả tim đầy đặn và tích cực. Hy vọng sau những biến cố vừa qua, Quang Hải sẽ tìm được cho mình một tình yêu đích thực không khiến khán giả phải lo lắng về phong độ của anh do bị chuyện đời tư ảnh hưởng. Theo quan sát có thể thấy Hải Anh là một người có gu ăn mặc sành điệu, đồng thời Hải Anh cũng sở hữu một khuôn mặt khá sắc nét, trông toát ra vẻ thông minh và nhanh nhạy, vậy nên Quang Hải nhà ta mới chú ý đây này. Đó là còn chưa kể, thân thế cô gái này cũng là một điều đáng để chú ý.